Xin chào các bạn cùng trở lại với F8 đây là video mình quay bổ sung cho khóa học React.js tại website fullstack edu vn Thời điểm mình quay video này là tháng 4 năm 2022 Mình muốn lưu ý với các bạn là hiện tại React đã có phiên bản 18 Và trong những bài học tiếp theo của các bạn ấy Thời điểm mà mình quay các bài học đó Khi đó phiên bản mới nhất của React nó là phiên bản 17 Thế nên là mình muốn lưu ý với các bạn là trong các bài học tiếp theo Những cái đoạn mà mình hướng dẫn các bạn lấy thư viện React ấy thì các bạn tránh lấy nhầm phiên bản mới nhất là bản 18 bởi vì uh, trong nội dung video mình vẫn đang hướng dẫn các bạn sử dụng phiên bản 17 thế nên là nếu mà lấy nhầm thì có khả năng các bạn sẽ gặp những cái lỗi không mong muốn các bạn làm theo video nhưng kết quả nó lại không có giống rồi các bạn sẽ bị gặp khó khăn trong quá trình học thế nên là mình sẽ chỉ cho các bạn cái điểm để các bạn tránh nhầm uh, sang cái bài là cách thêm react vào website nhé Đấy. thì cái bài này ở cái phút 11 phút 7 giây ấy. đây mình có hướng dẫn các bạn là copy một cái thẻ script để link cái thư viện react vào thì các bạn lưu ý. Thì các bạn vẫn làm theo cái hướng dẫn của video của mình thôi, chỉ có cái đoạn là copy cái link này. Thì các bạn để ý ở đây nó có là react a 17. Nhưng thời điểm hiện tại các bạn mà vào theo cái hướng dẫn này của mình ấy, thì ở đây nó sẽ là react a 18 cơ. Đấy, thế nên là các bạn thay vì copy cái link theo cái hướng dẫn này thì các bạn kéo xuống mô tả ở dưới video. Mình đã để sẵn cho các bạn một cái thẻ script có cái link tới cái phiên bản 17 rồi. Để các bạn copy vào thì đảm bảo là các bạn làm nó sẽ giống trong video các bạn nhé tiếp theo sang bài 12 thì ở cái dây số 39 đó mình có hướng dẫn các bạn cóp cái thư viện React DOM đấy thì hiện tại nó đã là phiên bản 18 rồi nhưng trong cái video này của mình ý, các bạn lưu ý nó là 17 nhá đấy Thế nên là lúc đó các bạn lại kéo xuống dưới mô tả video Mình sẽ để sẵn cho các bạn cái thư viện Redom phiên bản 17 Các bạn chỉ cần copy vào thôi các bạn nhé Ok, thì có thể các bạn sẽ cảm giác là uh, Liệu các bạn không được học phiên bản mới nhất à? à không phải các bạn uh, Phiên bản 18 nó vừa mới ra thôi Hiện tại thì chủ yếu các dự án cũ Họ vẫn để ở phiên bản 17 họ cũng chưa vội vàng nâng cấp lên phiên bản 18 bởi vì là phiên bản mới ra nó chưa ổn định thông thường người ta sẽ chờ trong khoảng một năm sau người ta mới bắt đầu nâng cấp lên khi mà cái thư viện nó ổn định hơn thế nên là khẳng định với các bạn luôn các dự án chạy phiên bản mới của react bây giờ họ vẫn sẽ ưu tiên phiên bản 17 các bạn nhé và để học phiên bản 18 ấy thì mình sẽ bổ sung một chương khác trong cái khóa này để mình nói riêng về cái việc phiên bản 18 và 17 nó giống và khác nhau những cái gì nó thêm cái gì nó bớt cái gì các bạn nhé vậy là các bạn yên tâm ok cảm ơn các bạn đã đọc xem xin chào